Sau 5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp trân trọng cảm ơn đồng chí Chầu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng những nội dung quan trọng mà kỳ họp cần tập trung thảo luận trong đánh giá tình hình thực hiện năm 2022 và quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong các kỳ họp trước, kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục có những đổi mới, dành thời gian thỏa đáng cho công tác thảo luận, đề cao trách nhiệm của đại biểu trong hoạt động giám sát và chất vấn. Không khí làm việc nghiêm túc, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023 với 20 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh là 9% năm. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành quán triệt thực hiện nghiêm túc phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp, tiếp tục bám sát chủ trương định hướng của Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy định của Quốc hội, Chính phủ để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt việc rà soát đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023, đảm bảo lộ trình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Quá trình chỉ đạo điều hành cần lưu ý tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, rà soát các quy định, quy chế thuộc thẩm quyền địa phương để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời theo hướng phân cấp mạnh cho cơ sở, đảm bảo hoàn thành thu cân đối ngân sách trên địa bàn, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để bổ sung vốn chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tập trung cho các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, quan tâm thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo đảm vệ sinh môi trường, quyết liệt triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của ngành giáo dục và y tế. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua 31 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi các nghị quyết được ban hành cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay để đưa nghị quyết sớm vào cuộc sống, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung những điểm bất cập. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát để bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả, nhất là các nghị quyết về chấp thuận danh mục các công trình dự án thực hiện thu hồi đất theo khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất theo điểm B khoản 1 điều 58 Luật Đất đai, đảm bảo đúng mục đích diện tích mà chúng ta đã quyết nghị. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn trong mọi hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh để chuẩn bị từ sớm các nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc chuẩn bị xây dựng ban hành các nghị quyết đảm bảo kịp thời đúng quy định của pháp luật. Kính thưa các vị đại biểu, năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh ngoài những cái chương trình nhiệm vụ cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức chương trình giám sát năm 2023 với 6 cuộc giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ban hành kế hoạch tổ chức ít nhất từ 2 đến 4 phiên họp giải trình để nghe các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, pháp chế và dân tộc. Đặc biệt, một nội dung quan trọng trong năm 2023 đó là trên cơ sở chỉ đạo lãnh đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nâng cao năng lực giám sát, sâu sát cơ sở, năng lực nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành để chất lượng hoạt động của đại biểu ngày càng được nâng cao, đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành phải mang tính khả thi cao, sát thực tiễn, thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là đối với các phiên họp được truyền hình trực tiếp. Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng các nội dung trình kỳ họp. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Xin trân trọng cảm ơn.